Xin kính chào các thầy cô, các anh chị và các bạn học sinh sinh viên. Em là Nguyễn Tuấn Hưng. Hôm nay chào mừng mọi người đã quay trở lại bộ môn Focus on Excellence và cái sinh viên học edX. Nối tiếp những cái video lần trước, em sẽ cùng mọi người quay trở lại vào một cái chủ đề, một cái keyword, đó chính là những cái hành vi chúng ta bộc phát ra khi nối tiếp cái chu trình sau khi qua những cái hiện thực khách quan, qua cái màng lọc là ý thức chủ quan của chúng ta. Đó, phân tích một vài cái ý thức để mọi người hiểu, đó chính là sau khi mà chúng ta bắt gặp cái hiện thực khách quan đi vào não chúng ta, sau khi đi qua màng lọc, những cái màng lọc ở đây là chính là những cái suy diễn sự tưởng tượng của chúng ta, đó, đi qua trong khu thần kinh, và sau khi mà những cái thứ nó ở trong não, nó ở trên đó thì chúng ta sẽ lọc ra và trực tiếp chúng ta sẽ có những cái hành động, những cái phản ứng của chúng ta để bắt lại, để đáp trả lại những cái hiện thực khách quan đó. Đó, nó gọi là những hành vi. Đó, thì hành vi chúng ta sẽ đáp trả lại thì cũng bằng ngũ quan của chúng ta tiếp nhận bằng như nào thì chúng ta sẽ đáp trả lại bằng cái đó. Đó, thì cái hành vi ở đây nó sẽ được động bộc phát ngay trực tiếp sau khi chúng ta đưa cái kiến thức vào để lọc qua. Vậy nên cái hành vi ở đây nó phụ thuộc rất là quan trọng bởi suy nghĩ của chúng ta. Vậy nên chúng ta cần phải rèn luyện cả hai. Cảm ơn mọi người.